Trong các ngày 12 và 13 tháng 4 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 28. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011-2016 đã vi phạm các nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng pháp luật nhà nước trong hoạt động liên quan đến khoáng sản. Một số cán bộ, đảng viên kê khai tài sản thiếu trung thực, không đầy đủ, vi phạm luật phòng chống tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông Vũ Đình Thủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trịnh Huy Đại, nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở Công Thương tỉnh Lào Cai. Khai trừ ra khỏi đảng các ông Nguyễn Ngọc Bích, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam, Lương Văn Na, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty, Cao Văn Tham, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch Thị trường Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam, Phan Văn Cương, Phó Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, Ngô Đức Hoàng, đảng viên chi bộ Phòng Kế hoạch Tài chính Cục Địa chất Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên Phó trưởng Phòng Công thương, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét và quyết định một số nội dung quan trọng khác.